Hai con gái của anh cũng nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông. Anh có hướng dẫn hai bé cách ứng xử không? Trời ơi, Linh cũng quách đầu đối phó lắm. Mạng xã hội, hàng trăm triệu nhà báo, làm sao đối phó được? Bây giờ cách nào mà ngày lúc nào Linh nói con Linh, con ơi đừng đưa đó lên, con đi này phải cẩn thận. Bây giờ con của Linh ra thì thật ra nó cũng hơn như bố luôn á, bao nhiêu ánh mắt dõi theo luôn. Mình chỉ sợ con mình làm những cái điều gọi là không có tốt thôi. Mình cứ dặn con mình là, con ơi, ba thì con biết sao chứ, ba đó là luôn luôn cúi đầu trước tất cả mọi người. Ba không xem ba là một ngôi sao, ba không xem ba là ai, ba cũng không nghĩ ba là một gọi là một người hào quang sáng rực người kia. Ba chỉ là một người bình thường thôi nha con. Con nên nhớ ba chỉ là một người nông dân bình thường. Ba đang làm những cái điều cũng hết sức bình thường. Ba không làm gì gọi là nó dữ dội như là ở trên mạng xã hội nói đâu. Ba đang làm rất điều hết sức bình thường mà ai cũng đang làm giống ba. Chỉ có điều là ba trên mạng xã hội người này thấy ba cho tiền gia đình kia, người thấy cho tiền người kia, ba làm chuyện gì này kia, nhưng mà bên cạnh ba có nhiều người làm nhiều hơn ba luôn mà tại ta không thấy thôi. Vậy thì các con đừng bao giờ coi mình là ai cả. Con là con của ba, con chỉ biết con là con của ba thôi. Còn tất cả công việc con làm trong xã hội là bình thường. Sau này con có thể trở thành ông này bà nọ hay là con có nổi tiếng gì nữa thì con cũng là người bình thường, một hạt cát trong một bãi sa mạc. Thành ra con, ba dặn con rằng là con không hơn ai hết trong cuộc sống này. Con hơn một người này thì người này nó sẽ hơn con nhiều thứ. Con có thể gọi là mặc cái áo đẹp nhưng có hàng triệu người mặc áo đẹp hơn con. Con có thể có một chút xinh xắn nhưng hàng triệu người xinh xắn hơn con. Con có thể đậu hoa hậu nhưng có hàng triệu hoa hậu thế giới đẹp hơn con. Vậy thì đừng bao giờ con nghĩ rằng con hơn người khác hết. Cứ thế mà sống cho nó nhẹ nhàng, đừng áp lực gì hết nha con nha. Anh chỉ nhắc luôn con như vậy thôi. Còn bây giờ con cái mình sinh ra chứ còn mình đâu có biết tính tình hay gì con cái mình sau này đâu. Sau khi 18 tuổi nó bước ra đời nó là quyết định hết rồi. Hai con gái của anh đã phản ứng như thế nào? Anh nó bình thường, nó cũng coi đúng rồi. Con đâu có làm được gì đâu ba. Ủa con đâu có diễn xuất gì đâu. Con có đâu tham gia chương trình nào đâu. Tại mọi người yêu thương con chứ con đâu có tham gia cuộc thi nhan sắc nào đâu mà mọi người khen như thế. Con thấy con cũng như các bạn học sinh bình thường thôi mà nó đúng hay đó con. Con người đang người bình thường nha. Con người rất bình thường trong cuộc sống này. Không có gì hết. Con á, là chỉ hơn ba, là con trẻ hơn ba thôi. Ba chỉ nói vậy thôi. Chứ con cũng không có hơn ba gì đâu. Mình đầy khách mình luôn luôn nói với con mình là con không hơn ai hết. Hiện tại hai bé có định hướng đi theo con đường nghệ thuật giống như ba của mình không? Anh đã giáo dục cái điều này cách đây 5 năm rồi. 5 năm? 5 năm trước rồi. Lúc bé 11, 12 tuổi này kia đó là anh ít có gọi là nói về chuyện xui vai diễn này, người nổi tiếng này, người nổi tiếng kia. Anh chỉ luôn luôn nói là cái bé này học giỏi nè, cái anh kia thành công nè, anh kia giàu nè, anh kia làm lên thương hiệu này, thương hiệu kia. Anh show cho các bé rất là nhiều người thành đạt trong cuộc sống. Anh ít soi show cho các bé những người nổi tiếng trong giới showbiz. Mà luôn luôn hướng đến con anh là phải học, học để giỏi, để làm được này, làm được kia nè. Mấy người giàu, ta giỏi lắm con thấy không? Luôn luôn anh nói với các bé điều đó nên hướng đi của anh là gì? Phải học, chữ học với thay đổi số phận thôi. Anh luôn luôn gieo vào đầu con anh như vậy, gần như là 5-6 năm qua anh luôn nói điều đó. Thành ra con anh cũng cảm nhận được điều đó. Thành ra nó cũng có coi truyền hình cũng này kia đó, cũng thích nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia, cũng idol một người này kia đó. Nhưng mà mỗi lần mà một ý định hay là một cái gì mà liên quan showbiz là anh đều, anh là vật cản đầu tiên hết. Anh xóa đi, ngày mai cũng đi làm này làm kia. Tức là khi nói cái gì đó về sự nổi tiếng là anh gạt hết. Anh không muốn nó nằm trong đầu con anh, để con tập trung vào việc học. Được biết anh từng dẫn con gái đến xem ba đóng phim, phản ứng của bé như thế nào? Thật ra có một buổi thì cũng chưa đủ để giáo dục con mình về những cái người làm phim đâu. Con anh nó tới có buổi đó, anh không cho tới nhiều, anh sợ nó tiếp xúc làm phim mà nó khoái làm phim mà nó khoái đóng phim, nên anh sợ nó khoái lắm. Anh nó khoái học thì anh chịu. Thành ra anh cho nó tới chút xíu cũng chưa đủ để giáo dục nó. Nhưng mà anh sau cái buổi đó thì anh thấy con thấy đóng phim khổ không? Sao ba nằm hoài mà
mưa gió mà nằm giữa đường giữa xá vậy, rồi lạnh lúc 11, 12 giờ đêm vẫn nằm. Nó còn dữ dội hơn vậy nữa con. Ừ, đóng phim cực quá ba ha. Nó còn đừng đóng phim cực lắm đó, cực hơn vậy nữa đó. Thế là nó thôi, nó không có ý định đóng phim luôn. Anh nằm đó, anh thấy rằng mọi người cũng đang nói chuyện với nó đó, anh thấy nó khóc á. Anh cũng không hỏi nó, anh không nhắc lại, tại vì anh ít có nói cái chuyện làm phim, làm nghệ thuật với con anh lắm. Anh cứ nói chuyện học với con anh không mà. Anh cũng có hỏi là, ủa con thấy phim sao này, cái không hỏi. Thậm chí bữa nay họp báo con nó nói với con đi với nó thôi. Chừng nào chiếu phim con không đi. Anh sợ lên đây là nó thấy nghệ sĩ này kia đông rồi kia, nhiều khi chỉ khoái khoái. Con gái của anh thể hiện tình cảm với ba như thế nào? Con anh thì hiện nay thì nó rất là quan tâm đến ba đó. Thì nó biết anh đi làm các chương trình xã hội cực lắm. Nó biết ba anh thì đi sớm về muộn. Mỗi lần về là con gái anh nó cưng lắm, anh yêu thương nó mức. Tức là về tới nơi là đầu tiên lấy nước này cho ba này kia ha. Hỏi sao ba đen dữ rồi ba rồi này kia. Nói chung một chút chăm sóc nó thôi ba, anh cũng rất là vui. Thậm chí là nó chọn ngày mai, nó hỏi ngày mai ba đi làm gì vậy, thì con mẹ chọn đồ cho ba. Vậy đó, anh chỉ cần như đó thôi chứ không cần gì hết.